ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ê, mẹ sao vậy? Chắc mẹ buồn quá. Em vô hỏi đi. Thôi, mặt mẹ vậy sao dám hỏi. Tôi tự vô đi. Thôi, em nghi lắm rồi. Mỗi lần mẹ mặc đồ lè lè là mẹ buồn. Kỳ quá ha. Sao cái gu mà chủ lạ vậy? Người ta buồn người ta phải mặc đồ nhu mì. Buồn mặc đồ lè lè là sao? Ai biết đâu. Bây giờ ai vô? Vô đi trước đi. Thôi em vô đi. Con vô đi. Thôi thôi thôi, trời ơi. Thôi thôi thôi, bây giờ chị ý kiến nè. Cả ba vô cùng lúc. Vô. Một, hai, ba. Mẹ. 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 Ừ mẹ nè. Bà chủ. Ừ. Mẹ, sao mẹ ngồi đây có một mình vậy mẹ? Thì đã nói buồn rồi đó. Là bà chủ đang buồn. Bà chủ buồn mà chủ mới ngồi một mình. Chứ bà chủ vui tự nhiên bà chủ ngồi một mình làm gì? Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ. Chuyện gì vậy mẹ? Có gì mẹ nói tụi con nghe đi mẹ. Mẹ đã nói với mấy cô cậu rồi. Bà chủ đang buồn. Nhưng mà buồn chuyện gì? Buồn cậu Hưng á. Cậu Hưng sao? Trời. Anh Hưng làm gì mẹ buồn cô? Thì cậu Hưng bóng. Bà hay quá thiệt á. Tôi kêu bà giấu tụi nó, không cho tụi nó biết cái chuyện mà buồn bã đó. Bà cái miệng thiệt bài hải là bây giờ chúng biết hết trơn rồi. Nghĩ buồn luôn nè, nghĩ luôn. Thấy chưa, mấy đứa à, hỏi 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 hoài à. Biết cái tính cô bị liệu từ đó giờ rồi. Cứ hỏi hỏi dồn dập. Cô đã nói rồi, cậu Hưng bóng, bà chủ không bao giờ cho cô nói. Tụi bay phải giấu giùm cho cô. Tụi bay cứ hỏi riết. Hỏi riết rồi giờ tự nhiên cái cô phải khẳng định là cậu chủ bóng, thấy chưa. Nó nói cậu Hưng bóng đừng cho ai biết hết. Đó, chỉ có một mình cô biết. Rồi bây giờ cái chữ đó nãy giờ con mình ơn bà nói á. Con tôi nó không nói mà tôi đã dặn bà rồi. Từ lúc thằng Hưng nó xảy ra cái bi kịch đó là tôi đã không muốn nghe cái chữ đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Bà chủ đã nói là không muốn nghe cậu Hưng nó bóng. Đừng bao giờ ngậm họng lại, đứng nè, lấy phẹt mơ tuyên ngậm cái họng lại, ngồi yên đó. Mẹ, nhưng mà chuyện anh Hưng là sao? Sao mẹ không nói tụi con nghe? Bộ mẹ không coi tụi con là con của mẹ hả? Con đừng có suy nghĩ vậy. Tại vì mẹ quá thương hai đứa tụi con cho nên mẹ không muốn cho tụi con phải lo lắng. Nhưng mà mẹ làm vậy tụi con càng lo hơn á. Ừ. Tụi con muốn lo chung với mẹ mà. Mẹ. Mẹ. Chuyện là sao vậy mẹ? Ủa sao kỳ vậy mẹ? Anh Hưng ảnh vậy mà sao tự nhiên ảnh vậy là sao mẹ? Trời ơi, đã nói rồi. Cậu Hưng bị bóng. Đã đừng có nói nữa bà. Đi xuống pha cà phê. Đi xuống pha cà phê. Nhức đầu quá nhiều. Ừ. Trời ơi mẹ, mà chuyện này là sao? Có thiệt không mẹ? Chắc thiệt luôn rồi đó con ơi. Trời ơi. Trời ơi, nào giờ con thấy anh hai anh đàn ông lắm luôn á. Không hiểu tại sao mà bây giờ anh hết đàn ông. Ủa mẹ ơi, mà cái biểu hiện gì là bóng vậy mẹ? Anh hai mẹ cũng ngồi như vậy nè. Rồi anh hai mẹ hết hồn vậy nè. Trời ơi. Tùng. Dạ. Mẹ nói con nghe nè, bây giờ thì mẹ hiểu tại sao á mà vợ chồng tụi nó lấy nhau mà chưa có con. Mẹ hiểu rồi. Rồi còn thằng Hải nữa. Vợ chồng thằng Hải nữa cũng chưa có con luôn. Trời ơi, đã vậy là còn manh manh khùng khùng nữa. Trời ơi. Tùng. Dạ. Mẹ chỉ còn trông chờ vô có một mình con thôi đó Tùng. Ba mất rồi, không có ba ở bên cạnh, giờ chỉ còn một mình con là cây tùng cây bách. Mẹ chỉ muốn như vậy thôi, con có hiểu không? Hưng là Hưng Thịnh, Hải là dòng, có là gia đình mình á, giống như là
biển rộng bao la gì đó. Cho nên rằng á, Tùng là mẹ ấn định á, là con phải là cái người mà tiếp nối cái nghề bán ngọc của mẹ, hiểu chưa? Dạ dạ hiểu. Con phải làm cái việc gọi là gì đó, truyền giống hả? À, nói giỏi dạ. Đường cho gia đình, con hiểu chưa? Con đừng đi nhuộm tóc nữa có được hay không? Dạ con đàn ông mà mẹ, con mê con gái mà. Con mê đúng không? Dạ. Nó mê gái phải không con? Con không biết mẹ ơi. Hả? Mê. Mẹ không có kỳ thị, nhưng mà tại vì bây giờ mẹ cần có cháu, con có hiểu không con? Dạ dạ con hiểu. Mẹ ơi, nhưng mà con nói nghe nè, sao tự nhiên đó giờ anh hai đâu có bị gì đâu mà giờ trổ bóng? Mẹ không biết. Kỳ vậy ta? Mẹ không biết. Giờ tính sao mẹ? Ôi mẹ đang suy nghĩ nè, giờ tính sao đây? Suy nghĩ, thôi con với anh Tùng suy nghĩ phụ mẹ nha. Tụi con giúp mẹ nha. Dạ. Giúp là giúp cách nào? Vậy để con suy nghĩ giờ. Bây giờ hai đứa không đi học đi, mẹ còn lo hơn nữa. Ngồi đây cái mặt đực ra mẹ còn rối hơn nữa. Thôi bây giờ vậy đi, tụi con cứ đến trường học đi. Rồi tự nhiên mà nảy ra được một cái điều gì đó là điện thoại về cho mẹ liền, hiểu không? Dạ. Coi có cách nào cứu anh hai á, giúp anh hai thì điện về cho mẹ liền được không? Nhưng mà con lo cho mẹ quá à. Mẹ mình vậy mẹ ổn không vậy? Đâu có mình, có bà Tị mà. Dạ. Bà bưng cà phê lên bây giờ đó, ngồi mẹ ngồi mẹ xử bà đó. Được không mẹ? Thôi con đi học nha. Đi học đi con, hai đứa đi học đi. Dạ thưa mẹ, con đi học. Ừ. Có chuyện gì mẹ gọi điện tụi con liền nha. Mẹ gọi liền nha. Mẹ ổn nha mẹ. Mẹ ổn chứ. Con đi nha mẹ. Thưa mẹ con đi. Ăn đi. Không ăn đi. Ừ, ăn chứ. Tôi muốn nói cho ông nghe một cái tin này. Ừ. Cái tin này mà nói thiệt đó, nó như là tiếng sét ngang tai vậy đó ông. Tin gì mà tiếng sét ngang tai? Người ta nói là sét đánh ngang tai. Cái gì cũng được, miễn là có ngang tai là được rồi. Rồi. Hiểu không? Hiểu. Sét đánh ngang tai luôn, kinh khủng lắm. Rồi bà đánh đi, tôi nghe nè. Tôi không tưởng tượng đến cái chuyện đó là có thể sự thật nó xảy ra được như vậy. Chuyện gì? Làm nghiêm trọng quá hà. Con bà chủ. Ừ. Bị bóng. Thấy chưa, tôi nói mà không tin tôi. Được. Ủa mà sao nó bị bóng? Tôi cũng không biết nữa. À, không lẽ mấy chục năm trời mà làm trai mà tự nhiên bóng ngang xương vậy sao được trời? Ủa nhưng mà sao bà biết bị bóng? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bà chủ là mẹ nó mà, nên nuôi từ nhỏ tới lớn vậy mà không biết nó bóng à? Tôi cũng không biết nữa. Ủa chứ nếu mà nó đã bóng rồi thì nó lấy vợ làm chi? Tôi cũng không biết nữa. Ủa chứ cái gì bà cũng không biết á, rồi cái chuyện bà nói với tôi là bà có biết không? Tôi cũng không biết nữa. Thôi mệt quá đi. Nãy giờ hỏi cái gì cũng không biết không à, mà đi nói cho người ta nghe một cái tin động trời như vậy. Tôi không biết, tôi nói tôi không biết chứ tôi biết nói làm sao giờ? Không biết mà cũng đi nói. Tự gì cái chuyện đó là bà chủ nói cho tôi biết là con chủ bị bóng thì tôi nói cho ông biết. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.